Hi, chào anh em, lại là Minh Phụ Music đây. Sẵn hôm nay có chuyến giao đàn Yamaha U3H được chị khách đặt hàng về cho con gái học nhạc tại tháp Canary, đảo Kim Cương. Hôm nay, team Minh Phụng sẽ cùng các bạn đi hóng gió tại quận 2 nha. Không để anh em chờ đợi, cùng bắt đầu hành trình thôi. Đây là kho hàng của công ty. Trước khi mình đến kho, cây U3H đã được đóng gói ni lông cẩn thận để tránh hư hỏng, chảy xước trong quá trình mang vác. Ở đây đang có 5 lực sĩ từ từ đưa cái đàn U3H chậm chậm ra phía bên ngoài. Việc quấn ni lông kỹ càng cũng hạn chế tác động ngoài ý muốn, đảm bảo vẻ đẹp tối đa của cây đàn đến tay khách hàng. Team đang để xe đàn ra rồi cho vào trong xe tải để chở đi nè các bạn. Bên giao hàng của chúng mình vận chuyển lần này là 3 cây piano cơ luôn. Những mẫu piano cơ sau hẹn các bạn trong dịp khác nhé. Để hiểu rõ hơn về cây U3H này, mình sẽ đưa một vài thông tin hữu ích đến các bạn. Đàn cao 131 cm, tạo ra khoảng âm thanh rộng theo tiêu chuẩn riêng của Yamaha. Kiểu dáng thiết kế phục vụ nhu cầu giải trí là sự lựa chọn của nhiều người khi quyết định mua đàn piano. Bộ máy đàn chia làm 4 khoang âm thanh rộng, mang chất âm vang hiện rõ 3 dải tầng âm thanh cho người chơi. Dây bass bằng đồng rắn, khóa vân sam chắc chắn cùng 3 pedal nguyên khối với độ nhạy tuyệt vời. Vậy là đã xong review về đàn, đi ngắm khung cảnh khu nhà khách ở thôi mọi người. Wow, rộng ghê anh em, hiện đại quá, đầy đủ tiện nghi. Nào là khu vui chơi giải trí, nào là hồ bơi. Khu này rộng quá nên mình đã đi lạc khi tìm đường đến căn hộ của chị, nhưng được sự hướng dẫn của chị chủ nhà nên đàn đã được team mang lên phòng dễ dàng hơn. Hãy cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp cổ điển trên mẫu đàn U3H này cùng với Minh Phụ Music nhé. Hãy lắng nghe một vài giai điệu mà bạn nhân viên bên mình đàn cho khách nghe. Và buổi giao đàn tại quận 2 đã diễn ra suôn sẻ. Ngoài cung cấp những mẫu đàn mới hiện nay, Minh Phụ Music còn đem đến cho người tiêu dùng những mẫu đàn cổ điển tùy theo yêu cầu và sở thích của người mua, cũng như những mẫu đàn cơ khác. Khi mà hiện nay người chơi đã quá ưa chuộng dòng đàn điện tử hiện đại thì U3H mang lại một nét hoài niệm khi được ra đời ở thập niên 80. Chân thành cảm ơn chị khách đã tin tưởng đến với Minh Phụng để mua đàn. Hy vọng team sẽ có dịp được đón tiếp chị và các bạn trong những chuyến đi khác. Đừng quên like, share, subscribe cho kênh tụi mình ngày càng phát triển hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.